Hello, xin chào bạn, lại là Thịnh đây. Ngày hôm nay Thịnh sẽ chia sẻ cho bạn một chương trình cực kỳ giá trị mà mình chắc chắn là bạn sẽ thích nó. Trong những ngày qua, bạn đã thấy hình ảnh của siêu sao Ronaldo đồng hành cùng với Shopee trong sự kiện ngày 9 tháng 9 sắp tới. Cũng trong loạt sự kiện ngày 9 tháng 9 này, Shopee tung ra rất nhiều những chương trình ưu đãi dành riêng cho những bạn kiếm tiền tiếp thị liên kết với Shopee. Vậy những ưu đãi đó là gì? Bạn hãy tiếp tục xem video này của Thịnh nha. Và bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh YouTube của Thịnh và nhớ bấm vào nút chuông bên cạnh nữa để nhận email thông báo mỗi khi Thịnh ra video mới nha. Nếu như bạn chưa biết cách đăng ký tài khoản tiếp thị liên kết với Shopee Việt Nam, bạn hãy lên trên Google và gõ vào từ khóa tiếp thị liên kết Shopee Thanh Thịnh Bùi và bấm vào trong bài viết đầu tiên. Thịnh đã có hướng dẫn và chia sẻ cách đăng ký một cái tài khoản tiếp thị liên kết với Shopee như thế nào rồi, rất là dễ dàng và nhanh chóng luôn. Và không phải bạn đăng ký tài khoản là được Shopee duyệt tham gia liền đâu, mà bạn phải đợi họ duyệt sau mấy ngày. Thì trong chương trình này, đặc biệt trong video này thôi, thì bạn hãy comment bên dưới video về tên đăng nhập hoặc là email của bạn để bạn quản lý chương trình này của Shopee sẽ vào kích hoạt tài khoản cho bạn, duyệt cho bạn chạy chiến dịch ngày 9 tháng 9. Đầu tiên, Shopee họ tung ra rất nhiều những chương trình khuyến mãi. Ngày 25 tháng 8 sẽ có siêu hội lắc xu. Vào ngày 1 tháng 9 sẽ có siêu hội voucher. Ngày 7, ngày 8, ngày 9 tháng 9 sẽ là sale toàn sàn luôn, đến từ những thương hiệu lớn, ví dụ như là Philips, Lock & Lock hay là Nivea. Vì vậy, nếu như bạn đang kiếm tiền với tiếp thị liên kết trên Shopee thì bạn chạy chiến dịch trong những ngày này sẽ là những ngày bạn kiếm hoa hồng được nhiều nhất và dễ nhất. Thứ hai, đó là Shopee họ sẽ nâng cấp hệ thống tiếp thị liên kết của mình. Đó chính là sẽ tracking đơn hàng theo thời gian thực của khách hàng luôn. Và đơn hàng tiền hoa hồng của các bạn đó sẽ được cập nhật theo hàng tuần. Vì vậy, hoa hồng của bạn sẽ không hiển thị liền trên hệ thống mà sẽ hiển thị xong mỗi tuần khi mà họ update. Vì vậy, nếu như bạn không thấy được đơn hàng của mình liền thì cũng đừng vội vàng nóng nảy nha. Và chương trình cuối cùng cực kỳ hấp dẫn, đó là một cuộc thi để bạn chia sẻ trải nghiệm của mình. Cuộc thi này mang tên là Tôi đã chạy tiếp thị liên kết hiệu quả với Shopee Việt Nam như thế nào. Bạn sẽ viết một bài viết hoặc quay video để bạn chia sẻ về những trải nghiệm, những thành quả, những đúc kết của bạn, những khó khăn, những thành công của bạn trong suốt quá trình bạn kiếm tiền với tiếp thị liên kết tại Shopee Việt Nam. Và cách thức dự thi cực kỳ đơn giản, bạn sẽ chỉ cần viết một bài viết tối thiểu 100 chữ, quay video tối thiểu là 3 phút, đăng công khai trên Facebook cá nhân của bạn và có check-in tại Shopee Việt Nam Affiliate Program, và bạn sẽ được Shopee đăng tải lại bài viết đó trên fanpage của chương trình. Và bạn đừng quên kèm một hashtag Shopee Affiliate trong bài viết hay video mà bạn tham dự cuộc thi. Giải thưởng cuộc thi lên đến 3 triệu đồng và bạn sẽ được thăng hạng các mức hoa hồng tùy vào ngành hàng lên đến mức cao nhất để dành tặng ưu đãi cho bạn. Chúc bạn sẽ đẩy số với tiếp thị liên kết Shopee Việt Nam thật tốt và mang về thật nhiều hoa hồng cho mình. Xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.